Chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ cho các bạn đi cùng với mình vào cái lễ hội của BMW ha. Ở đây thì có rất là nhiều dòng xe đó. Ducati, rồi BMW, rồi Honda, Kawasaki, rất là nhiều ha. BMW Motor Race Day Việt Nam 2018. Mình cũng mới vừa tới thôi, tranh thủ đi buổi sáng, tại vì buổi chiều thì thường sẽ có mưa. Bây giờ mình sẽ đem quay sơ mấy cái chiếc xe ở ngoài của khách tham quan ha. Ở đây có khá là nhiều dòng xe BMW nè. Thì ở đây là có chiếc nét BMW nét. Chiếc Z ngàn nè các bạn. Và đây là xe của mình ha. BMW R9T. Chiếc xe này thì mình đang tính là chạy thử, nếu mà ok thì mình sẽ mua một chiếc để chạy. Mấy bên kia là người ta đang triển lãm xe BMW, thì tí xíu nữa mình sẽ qua để quay cho các bạn coi các dòng xe BMW ha. Đó, bây giờ mình đang chờ một vài người bạn nữa rồi sẽ tiến hành qua cái khu mà cho chạy thử xe. Qua bên bển trước rồi xong rồi mình mới sẽ qua bên cái khu trưng bày xe sau ha. Đồ này tao biết mà. Nhìn nó chắc. Nè mày, nó gắn chợ sáng nè mày. Ừ thì cái đồ trong đồ này thì gắn được chợ sáng. Cái đèn cổ bố rồi. Nhưng mà cái này nhìn nó dày hơn ngoài nè. Nó dế này nhìn xấu quá. Đây là cái chiếc BMW 310 nha các bạn. Thì xe này có một máy nó giống như KTM, nhưng mà theo mình đánh giá nhận xét cảm quan thì nó chất lượng hơn KTM rất là nhiều. Cũng là một máy luôn, nhưng mà một máy BMW thì nhìn nó cứng cáp hơn hẳn luôn ha. Nè, bây giờ mình sẽ quay cho bạn coi kỹ về chiếc xe này. Tí xíu hình như là người ta sẽ cho chạy thử á, nếu mà được thì mình sẽ chạy thử và review cảm nhận cho các bạn ha. Cái đường ra bô thì nó nằm ở phía sau máy, còn cái chiếc KTM thì nó nằm ở phía trước ha, phía trước là nó vòng ra. Xe này thì còn chạy bô zin. Lát nữa em cũng muốn lên đây chào các bạn không? Vô cửa là phải có đăng ký thông tin rồi đeo vòng tay rồi vô nha các bạn. Bây giờ mình sẽ qua bên khu vực đăng ký. Nay quên đem theo cái cây mà để chống rung rồi. Đây là cái khu mà biểu diễn thì nằm ở bên đây nè, các bạn đang thấy khu biểu diễn ha. Đây là bàn mà đăng ký thông tin đeo vòng tay nè các bạn. Đây là vòng tay của mình nha các bạn.
chiến và điều khiển chiếc xe phi hành theo chiều 320. Quý vị có thấy được động cơ cực kỳ êm ái và độ cân bằng của xe rất hoàn hảo. Mặc dù thực hiện rất nhiều động tác khó như quay đầu xe trong một tích tắc, nhưng chiếc xe vẫn đảm bảo được độ an toàn của chính mình. Nhưng khuyến cáo quý vị đây những là đây chính là những pha hành động, những pha rất mạo hiểm, quý vị đừng thử tại nhà quý vị nhé. Ngay sau đây sẽ là một vòng tròn đô lốc được tạo ra bởi những vòng xoay bánh xe. Đây mãnh lực của chiếc BMW 320 và khói đang bốc lên cao kia. Xin quý vị dành một tràng pháo tay dành cho World Kaki. Rất nhiều vòng xoay, rất nhiều xoay. Cảm ơn World Kaki rất nhiều. Chuyên gia về tốc độ của chúng tôi. Kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều pháo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Đây là ta đang giới thiệu vỏ xe Continental. Bây giờ là biểu diễn mô tô các bạn. Ở đây một trong những tay đua hiện nay, một trong những tay đua nổi tiếng trên toàn cầu của quý vị, hiện nay sẽ đến với Việt Nam cùng với chuỗi sự kiện BMW Soi Vẫn Nam. Wow! Không những là tốc độ xe mà anh em có thể nhấc đuôi xe là một cách rất dễ dàng và nhẹ nhàng. Tiếng động cơ gầm thét trên đường đua tạo nên phần hấp dẫn và kinh tế mà không có bất cứ một chiếc ngày vật nào có thể cản bước được Martin Griffin. Anh đây đã buông tay lái nha, và yêu cầu mọi người hãy vỗ tay lên đâu. Đến lượt em rồi đó. Và ngay sau đây sẽ liên tục thay đổi những tư thế và kỹ năng biểu diễn của mình. Wow. Yeah, anh ấy đang tập thể dục buổi trưa cùng với chiếc xe đáng yêu của mình. Nào, khán giả bên kia hãy cổ vũ cho Martin đi nào. Yeah, và đây đang đứng lên xe kia. Wow, khả năng giữ thăng bằng của Martin là rất tuyệt vời, các thưa quý vị. Liên tục là những pha lấy đà từ rất xa. Lại là một tư thế kép như một diễn viên xiếc, như một diễn viên xiếc. Đây tính nghệ thuật và anh chàng nghệ sĩ này đã khiến cho chúng ta cảm thấy mãn nhãn. Đôi chân của anh ấy thật là huy hiệu, các thưa quý vị ạ. Không cần đôi tay nữa. Đây chỉ là một trong những pha hành động cực kỳ mạo hiểm, đòi hỏi các stunter chuyên nghiệp chúng tôi phải rèn luyện từ rất lâu. Và Martin Griffin có thể chủ động điều khiển chiếc xe của mình theo hai hướng khác nhau, từ trái qua phải và từ phải qua trái. Rất nhiều vòng và anh ấy như một phụ công. Wow, rất đẹp mắt, như một phụ công. Yeah. Anh ấy đang khiêu vũ cho người bạn nhảy của mình, chính là chiếc BMW F800R. Yeah. Tất cả mọi người khán giả đang đứng sát đường biên, hãy cẩn thận, hãy cẩn thận. Sức nóng của động cơ xe cũng có thể làm cho chúng ta giật mình. Yeah. Và nguồn năng lượng ngày hôm nay chính là tiếng hò reo cổ vũ của mọi người. Rất hấp dẫn, rất hấp dẫn. Wow. Cứ mỗi pha trình diễn như vậy, Marty đều mang lại những điều mới lạ và bất ngờ. Trời ơi, em chưa có mua bảo hiểm. Em chưa có mua bảo hiểm. Wow. Rất sắc. Oh my god. Trời ơi, cái này là cái quần thứ 5 trong ngày nữa hả? Trời ơi, anh nhõng đầu qua mặt em kìa. Good afternoon, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Vietnam Motorrad Days 2018. Let's hear some noise. Yeah, tôi đã nói rồi. Anh ấy rất tỉnh và đẹp trai. Martin vừa gửi lời chào. Anh ấy như đang đùa giỡn với chiếc xe của mình. Quý vị có thể thấy được chiếc BMW F800R là một chiếc xe rất mạnh, rất mạnh.
cổ vũ lên nào, cổ vũ lên nào. Và chiếc siêu xe này hoàn toàn được chinh phục bởi tài năng của Marty Griffin. Những động tác của Marty gần như đạt chuẩn hoàn hảo tuyệt đối. Và đây là cái bàn để mình đăng ký chạy thử xe ha. Thì ở bên trong kia là đang có chạy thử xe. Tuy nhiên thì tụi mình đăng ký hơi trễ đó, cho nên là khoảng 3 giờ thì mới chạy thử xe được ha. Bữa nay bạn này không có mang giày thể thao chứ là giày chạy mô tô đó, cho nên là tí xíu sẽ mượn chạy. Tí xíu mượn giày chạy. Thì khi mà mình vô mình đăng ký chạy thử xe thì bên BMW người ta cho một lon nước ngọt ha. Mình từng tham gia rất là nhiều cái buổi mà thử xe với lại xem xe, nhưng mà ở đây thì bên đất tổ chức cho mình đó là một cái sân khá là rộng, thì các bạn thấy là cái sân mà chạy thử xe của người ta rất là rộng như vậy. Hồi hôm bữa đợt mình đi bên Suzuki tổ chức á, thì cái sân nó khá là nhỏ và còn bị công an người ta không cho chạy nữa đó. Rồi xong rồi vừa lấy xe chạy ra bị công an dí. Nhưng mà hôm nay thì BMW tổ chức ở trong cái sân này mình thấy là rộng rãi và thoải mái. Có điều hơi nắng, hơi nóng tí xíu nha. Bây giờ phải chờ tới 3 giờ thì sẽ được chạy thử xe. Có lẽ là mình sẽ chạy chiếc 300cc hồi nãy mình quay cho các bạn coi á. Bây giờ thì những bạn mà đăng ký sớm thì người ta được chạy sớm, là bên đây thì chiếc 300cc, còn bên kia là 1200GS đó. Giờ mình thì mình thấy mình yếu quá nên mình không có chạy xe lớn bển, chạy xe nhỏ nhỏ đây cảm nhận là được rồi. Cái sân thì chạy xe nhỏ thì nó chỉ vòng vòng ở đây thôi, chứ không có chạy ra tới ngoài kia. Chỉ xe lớn thì mới được chạy ra cái đoạn đường rộng hơn. Mấy chiếc mà lớn lớn 1200GS ở bên kia kìa. Đó. Mình thì mình thích cái mấy dòng 300cc này hơn. Hồi nãy thì chạy ở đường này thì có một hai bạn bị trượt bánh á. Đó, sân đan này nhưng mà ôm cua quá thì cũng bị trượt bánh, thấy ghê ghê. Ở bên kia thì là xe lớn các bạn. Đăng ký thì hai bên riêng biệt nha. Bên đây thì đăng ký xe lớn, còn bên mình hồi nãy là đăng ký xe nhỏ. Đó, người ta đang hướng dẫn cho bạn chạy quanh sân nè. Đó, bạn thấy là cái mấy cột đó, người ta ngã theo một hướng, tức là mình sẽ chạy theo cái hướng ngã của người ta. Ở đây thì người ta cho mình mượn nó bảo hiểm với lại cái áo giáp để mình mặc, còn yêu cầu là mang giày thể thao thì sẽ được chạy ha. Thì cái này người ta sẽ hướng dẫn cho hai bạn này xong mới cho xuất phát một lần là hai chiếc. Đó, bên kia thì các xe lớn người ta đang chạy xe lớn bển, đang test thử xe dòng đi tour. Giờ mình sẽ zoom lên cho bạn thấy rõ hơn tí xíu ha. Mình đang chạy dòng sport có, cho nên là khi mà bây giờ lên mấy cái dòng touring thì có lẽ là chạy không được. Nên là tốt nhất là mình sẽ thử cái chiếc 300cc này. Ấy khúc cua hồi nãy là có một bạn bị trượt ngay khúc cua đó.
Bạn này, hai bạn này chạy xe thì chậm chậm, không có nhanh lắm. Tiếng máy của cái chiếc xe mà của cái bạn mà mặc áo đen đen đang chạy thì nó im hơn cái bạn mà áo phản quang. Chiếc xe áo phản quang thì nó kêu khá là lớn. Bây giờ mình qua cái khu mà trưng bày xe các bạn. Đây là chiếc R90. R90 rất là đẹp. Và đây là một cái bản R90 mà để đi đường xấu nè. Cái bánh đó là bánh mãn cầu. Đó, thiết kế cũng rất là chất ha. Chiếc ca 1006 nè. Ở đây là chiếc 300cc thì tí xíu mình sẽ chạy thử chiếc xe này. GS 1002 nè. Này là GS 1003 luôn rồi. 1002 RS nè các bạn. Phục vụ sắp. Ở đây thì có các mẫu R90 thì nó nhiều hơn là mấy cái mẫu xe khác ha. Giờ mình sẽ leo lên thử cái chiếc 300cc này thử coi là nó đã hay không ha. Yên rất là êm các bạn. Ngồi rất là phê, cột nhúng nữa. Cột sau nhúng rất là tốt. Tay con thì tay con mềm, tay con cực kỳ mềm luôn. Có các nút đèn là đèn pha, đèn cos nè, xi nhan. Cái này có lẽ nút tắt AM, mở ABS. Đây là nút còi. Và đây là cái nút tắt mở động cơ, ngắt động cơ đó. Rồi đây là nút đề ha. Tay ga thì tương đối là nhẹ, cảm giác giống như là không có cảm giác dặn ga luôn. Cái này hình như đây là ga điện thì phải đó các bạn. Đây là đồng hồ của nó ha. Đồng hồ thì nó khá là đơn điệu nhưng mà nó trực quan ha. Giờ chúng ta thì vừa chạy vừa quan sát đồng hồ, nó không có làm mất tập trung của người chạy. Tay lái thì hai bên nó rộng, tay ga và tay lái khá là rộng. Yên cực kỳ mềm luôn. Thì cái chiếc này theo mình thấy là đi tour thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà về tốc độ thì các bạn không có trông mong về cái con này về tốc độ hết nha. Nhưng mà về cái độ êm của nó, độ thoải mái thì con này tuyệt vời. Con GS 1002 này thì tay con cũng cực kỳ nhẹ các bạn. Nó với các cái nút mà cũng giống như là cái chiếc BMW S 1000R. Đây là cái nút chỉnh mode nè. Rồi cái nóng sưởi ấm tay ga, nút tắt mở và khởi động động cơ. Thì khi mà mình khởi động thì mình giữ này chứ không có giống như có, nó không có nút đề giống như xe khác ha. Còn cái này là cái gì thì mình cũng không biết nữa đó. Cảm giác ngồi cái con GS 1002 thì khá là êm, nhưng mà cái yên ngồi không có sướng bằng cái con mà 300 hồi nãy mình mới vừa quay cho các bạn coi. Cái góc lái của nó, cái tay lái nó cao, khá là cao luôn đó.
khá là cao, nhìn cái đầu nó đồ sộ lắm. Yên xe thì bự, yên xe bự. Mâm của chiếc RS 1002 nữa bạn, và cái bô của nó thì rất là bự. Ở đây mình có thể thấy được là cái quạt gió để làm mát cái két nước của xe nè, được gắn bên đây. Ở dưới này thì các bạn có thể thấy là hai cái két nước để hai bên, chứ không phải giống như xe thường ha, người ta chia làm hai két. Và nó có cây phụt ở giữa nữa nè, đó có cây phụt ở giữa. Đèn pha led nha các bạn, hai cái bóng bên đây là gương cầu, bên đây là bóng led nè. Xi nhan thì giống trên chiếc BMW S1000RR. Heo Rambo nha, heo Rambo. ABS trước sau, xe này thì quá là xịn rồi. Mẫu xe này thì người ta không có chạy bằng dây sên nha các bạn. Nó xài một cái trục láp giống như là của xe hơi vậy đó. Đó cho nên là không phải xịt dưỡng sên giống như là xe bình thường. Cho nên là cái dòng xe này người ta để dành mà đi tour trong những cái điều kiện mà đường xá nó cực kỳ xấu luôn. Đó. Nó sẽ ok hơn là những cái xe mà mình sử dụng dây sên xích. Dây sên xích chẳng đi trong một cái tour ví dụ như 5.000 cây liên tục đi thì nó sẽ rất là dễ dơ dây sên. Đó. Mình phải vệ sinh thường và phải xịt dưỡng sên. Còn cái con này nó cho phép mình đi tour rất là khủng khiếp. Và cái phục trước phục sau nó cũng tối ưu quá cho cái việc mà để mình đi tour vào đường xấu đồ như ok hơn. Ở đây thì có chiếc BMW S1000RR. Thì chiếc này nó cũng như chiếc xe của mình thôi. Thì mình quay xe của mình cũng khá nhiều rồi, nên bây giờ mình sẽ tập trung quay những cái dòng xe khác hơn ha. Đây là cái con mà RNATI bánh vỏ mảng cầu nè. Thì cái xe ngồi nó khá là cứng, nó không có êm giống như con RNATI ở màu đen bên đây. Đây thì nó có nút tắt mở nhanh nè. Đó. Rồi cái này chắc có lẽ là mình chọn cái mod nè. Xi nhan, nút tắt ABS, đèn khẩn cấp, còi. Ở phía trước này là bassin. Tay con của nó thì có tăng chỉnh. Con bóp thì không có được phê lắm. Bây giờ mình sẽ qua cái con bên đây thử ha. Có người lên rồi, mình phải chờ tí xíu để bên đây là cái phục phục thường ha, phục còn bên đây là cái phục upside down. Con cũng giống như cái chiếc bên kia thôi, nhưng mà đồng hồ này thì nó có cái đo tốc độ nè, chỉ là dòng tua. Còn xe bên kia thì nó không có cái đo dòng tua, nó chỉ có đo tốc độ thôi. Phục trước của nó thì nó có cái số để cho mình tăng chỉnh nè các bạn, nó cho phép mình tăng chỉnh được cái phục luôn nè. Con này thì nói chung thì ngồi để đi tour thì khá là ok. Nó có hai cái máy hai bên nè. Bô Akabovic luôn nha. Xe rất là hầm hố, và cái chiếc xe này đi thì rửa cực, tại vì nó có những cái chi tiết mà đường rãnh nhỏ nhỏ đó, thì cái chiếc này mình đi mình phải giữ kỹ dữ lắm. Tại những cái đường cái hốc máy mà nó dơ á, mình không chà thì nó sẽ bị móc trắng trắng, nhìn rất là ghê ha.
Infinity thì người ta cũng gắn cái trục lắp nha, chứ không có xài dây sên giống như là xe bình thường của mình. Những cái dòng xe này thì đi rất là sướng, nó không có phải vệ sinh sên hay gì hết. Thì tới khoảng một cái khoảng thời gian nào mình đi thì mình sẽ bảo trì, bảo dưỡng, mình sẽ đem vào trong hãng thì người ta sẽ vô dầu mỡ và vệ sinh cái trục lắp cho chúng ta, để cho mình không cần và không có ở nhà, không có tự làm được ha. Cái xe này nó thiết kế cái phần trước như vậy để cho mình đi những cái con đường xấu nè. Rồi các bạn thấy là cái bánh mảng cầu nè, để thích hợp đi những con đường đá, đường sình lầy đồ đó. Còn nếu mà chạy đường trường thì cái xe này nó không có được êm bằng cái chiếc Renegade bên đây. Chiếc Renegade bên đây thì cái vỏ thường nè các bạn thấy không đó. Và phục trước là phục upside down. Và phiên bản Renegade ở đây thì người ta được trang bị cái vỏ thể thao. Và thiết kế cái bô thì cũng khác cái mẫu Renegade bên kia. Bên kia hai bô và bên đây nó chỉ có một bô thôi. Và đồng hồ của nó thì vẫn không có cái thể hiện vòng tua máy ha. Nó chỉ có thể hiện là tốc độ, đồng hồ tốc độ thôi. Và sử dụng là phục thường. Ở đây thì các bạn có thể thấy là nó có gắn thêm cây trợ lực sẵn của xe rồi. Và cây trợ lực rất là bự để giữ xe ở cái tốc độ cao nó không bị rung á, tại vì nó không có kính chắn gió các bạn. Khi mà mình chạy tốc độ cao thì nói chung là nó sẽ không có vững cái xe, cho nên là thường thường người ta sẽ gắn sẵn cái cây trợ lực. Ở đây thì giải nhiệt không phải là bằng nước, nó là bằng nhớt nha các bạn. Đây là cái két giải nhiệt nhớt nè. Đó. Mấy cái mẫu Renegade thì mình thấy là người ta chỉ giải nhiệt bằng nhớt không, chứ không có giải nhiệt bằng nước làm mát ha. Đây là cái họng mà lấy gió của xe nè. Hai bên thì nó có hai cái chỗ lấy gió vô trực tiếp vô trong xe. Điểm ăn tiền nhất của chiếc xe này đó là cái bộ cổ vô rất là đẹp. Heo thì hai bit. Heo hai bit này thì heo hay mình đánh giá là nó khá là nhỏ. Rồi các bạn thấy là cái mâm của nó nè, cái cây mâm rất là cứng cáp luôn. Rất cứng cáp và ngầu luôn á. Cầm tay con và tay hắn thì người ta có trang bị cho mình là cái núm tăng chỉnh nè. Các bạn có thể là chỉnh vô trong cái tay của mình nhỏ ngắn á, thì mình sẽ chỉnh nó vô trong tí xíu. Rất là ok, cái đặc điểm này mình rất là thích của những cái dòng xe. Và thường thường thì cái mẫu Renegade mà người ta thường hay chơi nhất là cái mẫu mình đang quay cho các bạn xem nè. Được trang bị phục upside down rất là đẹp. Và bình xăng lớn cũng như là cái màu đen của nó thì tuyệt vời. Xe này mình thấy đặc biệt nhất là chỉ có cái cặp đèn này của nó thôi. Một bên là cái đèn rất là bự, một bên là đèn nhỏ. Các bạn thấy là cái độ dơ của mấy cái xe mà đi tour nè đó. Thì điểm lợi của nó là không có làm dơ dây sên, chứ nếu mà như mà xe bình thường mà dây sên dính như vậy là rất là ghê ha. Trời ơi, chạy cái khe hết rồi, thím ơi.
Đây là quầy bán áo. Rồi, bán áo với lại dây móc chìa khóa. Cái dài dài 40 hả? Đúng rồi, còn cái nhỏ thì em làm. Ở đây là bạn sale. Bạn sale bán xe cho mình nè. Hello. Không có, áo màu trắng ở đằng sau nó có cái logo đẹp hơn. Chiếc này là 579 triệu nha các bạn. Chiếc GS 310 nha. Có giá là 219 triệu nha. Đây ngồi đây khoe dữ. Bắt lại. Cái gì mới bay qua nha. Rất hồi hộp quý vị, đây chính là một trong những pha chạy. Trời ơi, đừng lấy đập đầu em. Á, à, mỏi rồi. Bảo vệ ngã ba. Quý vị à, hãy bảo vệ ngã ba của mình khi thực hiện trò này. Trời ơi trời. Tại sao? Why, oh my god. Nằm trên đường quý vị có thể thấy được độ rung của cái đường, độ nóng của cái xe. Và như em đang gặp rú thì phía xa. Are you ready? Here we go. Ôi mẹ ơi, chồng thì chết con. Cứu con đi trời. Đã đâu vậy? Đâu vậy? Where are you? Where are you? Trời ơi, tôi không có nơi nổi đây rồi. Help me. Oh my god, help me. Hi girl, một trò bắt tay cho Martin Griffin. Đừng đi theo quá. Và bây giờ sẽ là phần diễn tiếp theo của Martin Griffin. Không lần nào mà ông chịu tha cho tôi á. Chưa bao giờ mà anh ấy tuân thủ bất cứ một cái kịch bản nào hết. Tất cả mọi thứ đều nằm ngoài kịch bản. Một trận đấu thật lớn cho Martin Griffin. Và bây giờ anh ấy đang đùa giỡn với cái xe của mình. Wow, rất uyển chuyển, rất nhẹ nhàng. Wow, đây chính là một trong những động tác rất khó quý vị ạ. Làm sao mà đứng một bên mà có thể giữ được mình có thể thực hành được như vậy? Nào âm thanh của mọi người đâu nào. Ở đây là kiếp bắn của bên kia quý vị ơi. Ngồi ngược trên cái đông của mình. Mình sẽ cửa kiếp bắn hơn. Một khói đang bốc lên kia. Rất tuyệt vời, rất âm thanh. Không cần nhìn đường luôn. Tuyệt vời quá.
rất ấn tượng quý vị. Này chúng ta thì bằng A2 quá.